tính nguyện nó không phải là chúng ta lúc nào cũng tốt đó quý vị mà tính nguyện nó đặt ngay phật a di đà đức phật thích ca mâu ni dạy chúng ta là thờ môn. pháp niệm phật thành tựu có nghĩa là cái pháp môn niệm phật này bậc thượng bậc trung bậc hạ mà chúng ta là bậc hạ nè là những người còn nhiều sai lầm những người còn nhiều sai lầm mà tính nguyện niệm phật muốn sanh cực lạc Dạ. Có nghĩa là chúng ta ở cõi này Thì không thể nào đoạn ác được Chỉ có thể, chỉ có thể về thế giới cực lạc Mới đoạn ác được Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng là Chúng sanh thờ mạt pháp niệm Phật Mà gây dựng tính nguyện mới thành công Mà vì sao người niệm Phật chúng ta là Đụng diện gì là chúng ta dễ bỏ cuộc Vì chúng ta không được gây dựng Mà cái tính nguyện là ngay chỗ nào quý vị Tính nguyện là nằm ngay cái chỗ thuận nghịch Trong cuộc đời chúng ta Nhất vị Thuận không dính mắt Nghịch không buồn việc Giảng nị Phật Người mà có tâm này Thì 100% quý vị sẽ kiên cố tâm Không bao giờ quý vị sẽ Bỏ vô tình độ. Vì có vật hiệu này Quý vị đã được lợi ích rồi sao quý vị bỏ Bây giờ cả đời chúng ta này lấy đức thích ca mâu ni lấy phật a di đà làm thầy đi những đức bây giờ cũng là cư sĩ cư sĩ những đức cũng vậy luôn lấy đức thích ca mâu ni lấy đức phật a di đà làm thầy tại vì đức thích ca mâu ni ngài là bậc đại giác ngộ ngài đã nhìn rõ ràng hết trơn ngài chỉ chúng ta là nên niệm a di đà phật cầu sanh cực lạc thì chúng ta đức, tin đức thích ca mâu ni là chắc chắn 100% trăm phần y pháp Bắc y nha có nghĩa là nhân là con người dạy chúng ta cái gì hay áp dụng được tốt chúng ta cảm ơn chúng ta là Cần dạy chúng ta cái gì chúng ta cảm thấy không phù hợp Làm không được lợi ích thì chúng ta bỏ qua Chúng ta phải dùng cái trí tuệ Để mà chúng ta sôi xét Nhìn nhận được cái sự thiện ác Không cần thất vọng ai cả Vì mỗi một người chúng ta Đều còn cái sai Đừng nên cầu toàn Đó là cái cực kỳ quan trọng Thì biết rằng là Thời gian những đức đi vào trong chùa ở 15 năm Là trong 15 năm đó vị biết rằng là mua biến dạng hóa những đức đã trải qua những sự thăng trầm Đầy đủ hết luôn. Chùa cao Phật lớn như đức đều ở qua hết Tổ chức pháp hội mấy chục ngàn con người Những đức đều làm qua hết Và trở lại những đức không còn gì tất cả Chỉ còn hai người đi theo thôi Những đức cũng niệm Phật Và cũng hướng dẫn vì niệm Phật Con người này là con người Quý vị có thể nhận thức và như thế nào Quý vị có thể nhìn nhận Tại vì sao Vì họ trải qua thăng trầm có những người hướng dẫn quý vị tu họ chưa từng trải qua thăng trầm, chưa từng gọi là lên danh vọng cao đỉnh và chưa được cảm giác chỗ này, những đức điều cảm giác được chỗ này hết quý vị, đều là được danh vọng rất lớn, được người tung hô và đến lúc từ cái danh vọng bị người chửi mắt. chà đạp đều có hết luôn, từ nơi đó mà những đức điều trải qua những thời gian đó hết và cuối cùng những đức dẫn như thế nào? niệm phật. Nên những đức nói rằng, 10 năm sau, hai chục năm sau, ba chục năm sau, gì gặp lại những đức, những đức cũng nói câu này, những đức cũng niệm phật. lấy đức thích ca muni lấy lấy đức phật a đà làm thầy chính của chúng ta, đó là trung tâm mà chúng ta nương vào. Còn xung quanh trung tâm là chúng ta đang hòa hợp đi cùng sống. Còn cái trung tâm mục tiêu là gì? Đức thích ca Ni, đức phật a di đà. Thì bây giờ những đức trở thành một vị cư sĩ bình thường Thời gian nữa có khi những đức bằng những bộ đồ đờ lên lễ Phật với vị Tại vì sao? Cho quý vị thấy được rằng Có người này bặn đồ xuất gia cũng lễ Phật Bặn đồ lam cũng lễ Phật Bặn đồ đờ cũng lễ Phật Ý muốn nói rằng Tam căn phổ độ phàm thánh tề thọ Trong hoàn cảnh nào có người này cũng niệm Phật Quý vị phải nhớ kỹ Chiếc áo chưa chắc làm nên một người tu nên chúng ta phải có mục tiêu có một cái phương hướng chuẩn xác để hình thành được cuộc đời tu hành của mình đó là hướng về thế giới cực lạc ở con này chúng ta không thể nào đoạn ác chỉ có thể thể về thế giới cực lạc mới đoạn ác. trăm phần trăm nên hôm nay chúng ta là những người cư sĩ hướng dẫn nhau một phương pháp tu quý vị khỏi cần đi đâu xa vì không cần tốn tiền xe đi đâu cả vì cũng không có cần phải cúng dường cho những đức những đức không không dùng tài khoản thì vị cũng không biết những đức đang ở đâu những đức mỗi ngày dặn tu với quý vị những đứa cũng không xin hỏi vì một cách bạc nào cả chúng ta có gặp nhau hay không gặp nhau cũng được chỉ cần chúng ta niệm phật là được đó cuộc đời những đức đã từng ở chùa cao phật lớn từng như như một vị chủ trì chùa giải quyết hết tất cả vấn đề nên con người sống với nhau trong cuộc đời phế đi cái ăn tình khó lắm quý vị à. nếu có người có thể phế đi ăn tình thì không làm người tốt chứ đừng nói gì là làm phật không có đâu nên muốn làm người dân ở thế giới cực lạc thì phải làm người dân tốt ở cõi ta bà những đức cỡ nào đi chăng nữa cũng đồng hành quý vị từ hình tướng xuất gia cho tới hình tướng tư sĩ cỡ nào cũng đồng hành dùng đa dạng phương tiện dùng mọi cách để giúp cho quý vị được tu tập và những đức cùng được tu tập đây là điều thì vị xác thực 100% thấy rõ ràng. Từ làm người xuất gia những đứa cũng cực lực nhiệt liệt hết mình cả ngày lắng đi. Từ yeah. làm người cư sĩ những đứa cực lực nhiệt tình hết mình suy nghĩ mọi cách thì làm sao cho quý vị, vị mỗi ngày được tu tập được. Đồng hành quý vị. Đây là điều 100% rõ ràng. Nên những đức hiện tướng cư sĩ để cùng tu với quý vị. Nên chúng ta nên hỗ trợ nhau biết đâu. Từ bây giờ đến vài chục năm sau sẽ có một người cư sĩ xuất hiện, họ đã từng làm người xuất gia. Người cư sĩ này xuất hiện sẽ giúp nhiều người cư sĩ niệm Phật nữa sao? Tại sao quý vị không bồi dưỡng cho người cư sĩ có tâm huyết này? Họ đã trải qua những cuộc đời danh lỡ. họ đã trải qua hết những cái sự tăng bốc, thương yêu, tung hô của người khác, họ đều trải qua hết rồi. Còn người này đã đi đến vững chắc gì sao Vì đối với danh lợi họ không còn cảm giác nữa Tại vì họ đã trải qua hết rồi Được mắt khen chê vinh nhục khổ vui Họ đã trải qua rồi Nên từ nơi đó Chúng ta là những người cư sĩ Những đức cũng không có Dính dáng vào giáo hội gì cả Là những người cư sĩ bình thường đó từ đó giờ 15 năm những đức đi tu những đức mới thấy được cái cái gọi là tam quy ngũ giới mới thấy khi mà những đức ra khỏi chùa những đức lại có cái tam quy ngũ giới những đức đi vào tam quy quy y phật là quy y giác quy y pháp là quy y chánh quy y tăng là quy y thịnh chúng ta cứ đặt vào chỗ đó còn ngũ giới chúng ta quỳ trước phật giữ được giới nào cố gắng làm. Dù là mình chưa quy tam bảo gì cả, chưa thọ trì, ngủ giới, nhưng cái vị quý vị quỳ trước Phật có vị phát tâm cả đời con niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, những gì ác hại người khác con không dám làm. Cái vị phải nhớ cái thiện cái ác nó đều là nhân duyên quả báo để chịu cảm nhận. Chỉ cần cái tâm quý vị đừng ác đừng có tâm những ngồi những nghĩ những thủ đoạn để hại người khác đó là phan duyên ác còn thiện Điên và ác. ác nó đến quý vị là tùy duyên đến tùy duyên đến và cũng tùy duyên đi tùy duyên đến tùy duyên đi giống như chúng ta đến với nhau đã gặp nhau trong cuộc đời này duyên hợp thì nhất định sẽ có duyên tan trong cuộc đời này thuận và nghịch trong cuộc đời này nhất định chúng ta sẽ gặp giống như xưng hạ thu đông theo đó mà tròi sục Cuộc đời Quý vị thấy rõ ràng Có trời nắng thì nhất định sẽ có trời mưa Có thời gian lạnh Cũng có thời gian nóng Vì thì có người chống trong sống trong cuộc đời này thiện và ác Đó là chuyện dĩ nhiên thôi quý vị Đó là nhân duyên Chiêu cạp Cái quan trọng là gì? Gây dựng tính nguyện niệm Phật cầu sách cực lạc Đừng bao giờ nó yeah. tuyệt vọng nếu như bản thân những đức tuyệt vọng làm sao ngồi đây nói chuyện với quý vị nếu như những đức tuyệt vọng thì những đức làm sao đứng dậy nổi đây vì sao vì tin nhân quả thất vọng cái gì vậy những những đức đã từng ở chùa cao phật lớn đùng một phát những đức đi lỡ một cái phòng ở ở nhờ nhà người khác những đức cũng phải hướng dẫn quý vị niệm phật những đức cũng phải cười chứ làm sao bây giờ Không lẽ những đức khóc khóc quý vị có cho cơm những đức không không có quý vị còn rơi rơ những thứ thêm không toàn những đức thêm những đức muốn hiện tướng này để cho bản thân mỗi một con người thì đến với những đức có duyên gặp nhau Quý vị đều có nhận thức Nhận thức cái người này có thể nằm trong mọi hoàn cảnh Cũng đi Phật lúc đầu có người chỉ có ba buổi cơm thôi quý vị Lao theo cuộc sống Bước ra ngoài đường Xe chạy ồn náo chen chúc nhau mà chạy Cũng vì ba buổi cơm của đời người Nếu không gặp được Phật Pháp Thì ba buổi cơm này nó sẽ đẩy mình đi vào đâu Dù biết rằng ta làm ta kiếm cuộc sống của ta nhưng trong cái làm kiếm cuộc sống đó nuôi cho cái thân giả này chúng ta đã tạo bao nhiêu cái suy nghĩ thủ đoạn bao nhiêu cái lường gạt đấu đá với nhau để vì ba buổi cơm đó có rồi thì sợ là một ngày nào nó mất đi nên cố gắng kìm giữ để rồi tạo nghiệp chướng và lo âu sợ hãi cũng vì ba buổi cơm đó và tạo ra rồi cuối cùng sợ bị người ta chiếm hữu ăn không ngon ngủ không yên phải tính con làm sao để lấy lại của cái vật chất chùa cao phật lớn có khi tạo ra cũng sợ người ta lấy mà tìm bao nhiêu thủ đoạn để kìm giữ lại cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào chúng ta đi về đâu quý vị để. năm bây giờ những đức cảm giác như là đợi. một người cư sĩ những đức càng càng thoải mái hơn thật sự những đức xin thưa quý vị những đức đã nói rất nhiều lần với quý vị bản thân những đức hình như phù hợp là một người cư sĩ hãy cho những đức thoải mái vui vẻ muốn cười thì cười đi đừng ép những đức phải đi ngược lại lương tâm của chính mình nên ngày hoàng niệm tổ ngày nói rằng thời đại mạt pháp cư sĩ thành tụ nhiều hơn đây là những đức thấy rõ ràng trong một đầu tràng chúng ta tu đông như vậy nhìn đa phần là cư sĩ và cuối cùng một người cư sĩ này đã từng thể hiện làm xuất gia cũng tu với quý vị bây giờ làm cư sĩ cũng càng tu nhiều hơn quý vị nữa nên bữa nào nhận đức ai mà mai dùm cho mấy bộ đồ bằng lên đây làm cư sĩ hiện tước đúc cư sĩ luôn tu với vị luôn thử coi tu được hay không không lẽ quý vị không tu cùng chung với con người này vì dặn tôi con người này bình thường vì chúng ta cùng niệm phật ai di đà mà vì sao chúng ta có cơ duyên gặp nhau là một người cư sĩ gặp nhau trong cái cuộc đời này là một cái pháp hội nào chúng ta tổ chức ra một pháp hội chúng ta là những người cư sĩ quý vị không cần bằng áo tràng gì cả quý vị bằng đồ như thế nào đó là chuyện của quý vị đây gọi là đạo tràng tự nhiên Đạo tràng tinh độ tự nhiên Tự nhiên đó là mỗi con người Đều có một cương vị Đều có một công việc Để quý vị hình wow. thành ở một nơi wow. đấy, đấy. Đấy, 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 đấy. Nên không chấp nhất vào hình tướng Chỉ chấp câu A-di-đà-phật Công việc Nghề nghiệp Công việc nghề nghiệp nào quý vị cũng có thể niệm Phật được bởi vì vị bản đồ như thế nào đó là cái công việc của quý vị, còn cái vị niệm phật là cái tâm của quý vị. nên nói là chiếc áo chưa có thể làm lên một người tu, hiểu chưa? nên khi những đức hiện tướng người cư sĩ, bản thân những đức càng thoải mái và càng nhiệt liệt, càng nhiệt quyết để hướng dẫn người niệm phật thêm nữa. nên những đức mong rằng những người nghe qua không đoạn này hãy bồi dưỡng cho một người cư sĩ này từ tương lai người này sẽ làm rất nhiều việc lợi ích cho quý vị hơn nữa chắc chắn quý vị vì những đức đã có hình thành một tư tưởng sẵn bên trong và có người này đó được rèn trong được mắt hen dây vinh nhục phụ vui có hết rồi chúng danh lợi bản thân có đó, hết rồi quý vị và trong tiếng tâm lưng lẫy những đức cũng đã có hết rồi làm những pháp hội quá lớn những đức cũng có hết rồi cái gì những đức cũng trải qua rồi bây giờ đến lúc những đức không còn bị những thứ đó làm những đức ảnh hưởng không cám dỗ được những đức nữa đó là những tâm quyết mà tất cả những người đã từng biết những đức hoặc là mới biết đây chúng ta từ hôm nay là những người cư sĩ huynh đệ tỷ muội hay anh chị em gì đó chúng ta cùng tu tập hướng dẫn niệm phật những đức không dính vào giáo hội không dính vào gì khác từ hôm nay những đức là một vị cư sĩ tự nhiên để hướng dẫn người niệm tinh sâu nhân quả Tính nguyện kỳ danh cầu sinh cực lạc chúc vị an lạc hay gì đó